bản thông báo kém duyên, nhà có việc, đi hướng khác của gia đình đang tổ chức đám cưới, nhận hàng tấn gạch đá trên mạng xã hội. Bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động, sau đó đăng lên mạng xã hội ngày 24 tháng 5. Tấm biển chỉ đề gọn lõn, nhà có việc, đi hướng khác, và chiếm dụng toàn bộ lòng đường phía sau. Mới đây, một thành viên có nickname Hai Cao đã đăng lên mạng xã hội bức ảnh ghi lại cảnh một đám cưới làm rạp chắn cả đường đi. Điều đáng nói, phía trước rạp có đặt một chiếc bàn dán thêm tờ giấy có viết chữ rất to: nhà có việc, đi hướng khác. Sau khi đọc được dòng chữ này, tài xế đã chụp lại và đăng lên mạng xã hội, kèm theo lời chia sẻ: không biết nhà này có việc gì, nhưng em đọc bản thông báo thì thấy sống mũi cay cay. Em đăng lên đây, mong các bác nhà có việc như vậy thì vui lòng thêm kính ngữ vào bản thông báo. Như vậy, ai đọc được cũng sẽ thông cảm thôi, dù sao mình cũng đang làm phiền đến mọi người xung quanh mà. Theo đó, tài xế này đang di chuyển thì bất ngờ gặp một đám cưới đang làm rạp lấn chiếm hết lòng đường. Không những thế, tấm biển thông báo có ghi dòng chữ nhà có việc, đi hướng khác cũng làm người khác khó chịu. Sau khi đăng lên mạng, bài viết đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng Facebook, nhất là cánh tài xế. Sau khi xem xong, đa phần mọi người cho rằng việc lấn chiếm lòng đường như vậy gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của nhiều người khác. Nếu nhà có việc bắt buộc phải dùng đến lòng đường thì cũng cần có cảnh báo nguy hiểm và một thông báo lịch sự hơn.